phải tự lượng sức khi theo sư Minh Tuệ để không trả giá bằng mạng sống. Ông LTS, người tự nguyện đi theo sư Minh Tuệ bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế. Quý vị thân mến, mới đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân S nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán mất nước, sốc nhiệt, dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục, nguy cơ tử vong cao. Sau đó bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Trước đó 3 ngày, khi sư Minh Tuệ đi qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông S tham gia đi theo sư Minh Tuệ. Đi bộ đường dài giữa nắng nóng, đầu trần, với người chưa có quá trình luyện tập, không có sức chịu đựng là rất nguy hiểm, cho nên ông S bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong là vì vậy. Sư Minh Tuệ có quá trình đi bộ 6 năm, nói như ông là để đi tập học theo lời Phật dạy và rèn luyện sức khỏe. 6 năm bộ hành khất thực, tu luyện là thời gian sư Minh Tuệ đã tích lũy để có được thể lực như hiện nay. Dù chỉ ăn ngày một bữa, nhưng sư Minh Tuệ vẫn đủ sức khỏe để đi bộ suốt ngày này qua tháng khác. Người tu luyện đạt tới trình độ như sư Minh Tuệ không nhiều. Nếu thấy sư Minh Tuệ làm được, nhiều người khác muốn làm theo thì cần tự lượng sức để tránh rủi ro. Muốn học đạo đi theo con đường Phật dạy như là sư Minh Tuệ cũng tốt thôi, nhưng cần có quá trình rèn luyện, không phải ngày một ngày hai mà thành. Thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt đột ngột là khó tránh khỏi bệnh tật, chưa kể gặp nguy hiểm như là trường hợp của ông LTS. Trong những người đi theo sư Minh Tuệ, có người tự thấy mình không đi nổi, đã lặng lẽ trở về, nói rằng về nhà tự tu học. Một hai ngày đi theo sư Minh Tuệ để trải nghiệm, để có thể duyên lành, sống thiện lương hơn cũng khá tốt. Không phải ai cũng có thể đi suốt đời theo pháp tu khổ hạnh như là sư Minh Tuệ. Trên trang cá nhân của Huy Nguyễn, một chuyên gia về khí tượng học nổi tiếng có lời cảnh báo sau khi có thông tin một người đi theo sư Minh Tuệ bị ngất xỉu. Ngày mai thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn hôm nay, vì hôm nay mặt đất được nung nóng gian, mưa xuống giải phóng nhiều khí metan và khí lưu huỳnh từ mặt đất. Kết hợp với thay đổi nhiệt độ đột ngột do mưa xuống sẽ rất dễ bị sốc nhiệt mà ốm, bà con cũng không nên ra đường vào ngày mai. Phước phần đâu không thấy nhưng dễ gặp mưa mà ốm đấy. Những người đi theo sư Minh Tuệ với mục đích tu học là quyền cá nhân nhưng không nên đem sinh mạng của mình ra để thử thách với trời đất như vậy. Cho dù không tử vong mà lâm bệnh nặng thì làm khổ gia đình người thân. Giữ giá trị sống còn. Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa vừa qua là phép thử khá khắc nghiệt với hệ thống thoát nước của thành phố. Bên cạnh hệ thống cống, cần phải kiểm tra, đánh giá lại khả năng thoát nước của hệ thống sông, kênh rạch một cách toàn diện. Nói không ngoa, hệ thống sông, kênh rạch có giá trị sống còn với cả quá trình hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian, với sự phát triển nhanh chóng của cư dân, các cơ quan chức năng đã có lúc đánh giá thấp tầm quan trọng của hệ thống này. Những năm gần đây, trước áp lực của hạ tầng thoát nước ngày càng kém, chúng ta mới đầu tư khai thông, mở rộng các dòng kênh vốn đã bị lấn chiếm và nghẽn dòng. Tuy vậy, không ít các tuyến kênh đã biến mất trên thực tế. Qua loạt bài điều tra của phóng viên, chúng ta đã hình dung khá rõ thực trạng sông, kênh rạch bị lấn chiếm hiện nay. Không thể đổ lỗi do hoàn cảnh hoặc là ưu tiên đầu tư quản lý. Việc sông, kênh rạch bị lấn chiếm, san lấp chính là hậu quả quá trình quản lý kém cỏi của cơ quan quản lý từng vùng, thậm chí là có sự thỏa hiệp. Không khó để truy ra những tuyến kênh nào bị lấn chiếm, tất cả những bản đồ địa chất thủy vực của thành phố Hồ Chí Minh đều được lưu giữ từ thời Pháp đến nay, thậm chí là còn có cả những bộ không ảnh địa hình. So sánh với ảnh thực địa sẽ rõ ràng tuyến kênh nào bị san bằng, công trình nào bị lấn chiếm và bị xâm lấn trong thời kỳ cán bộ nào quản lý. Khi hình thành khu Nam Sài Gòn, giá trị đất đai tăng đột biến nên sau đó nhiều doanh nghiệp đã lấp hàng chục tuyến kênh thoát nước để xây dựng. Hiện tại khu vực Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức, nhiều tuyến kênh đang bị bóp nhỏ lại theo các dự án đất đai. Rất nhiều tuyến kênh ở khu vực khác bị lấn chiếm để kinh doanh. Hậu quả của nạn này là không thể đo lường hết bởi nó sẽ bóp nghẹt hệ thống thoát nước tự nhiên và gây nghẽn bất cứ hệ thống cống nào của thành phố. Sự phát triển đô thị ngày càng nhanh và chúng ta ngày càng thấy giá trị của hệ thống sông, kênh rạch do thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Tất cả hạ tầng thoát nước của thành phố đều phụ thuộc vào hệ thống sông, kênh rạch. Chỉ một tuyến kênh bị nghẽn sẽ gây hậu quả tức thì cho cả một khu vực dân cư, nhất là các quận nội thành. Mà điều này đã và đang xảy ra nên thành phố rất vất vả xây dựng lại các hệ thống thoát nước hiện hữu. Trong thời gian tới, khi phát triển các khu dân cư ngoại vi, các thành phố vệ tinh thì tình trạng ngập nước có thể sẽ lặp lại nếu ngay từ bây giờ chúng ta không giữ được sự nguyên vẹn của hệ thống sông, kênh rạch tự nhiên. Bài học này, kinh nghiệm này cần phải được nghiêm túc đúc kết để đưa vào các quy hoạch vùng cụ thể. Trong tương lai gần, hệ thống sông, kênh rạch phải đảm nhận thêm vai trò giao thông đô thị của thành phố bởi hệ thống đường xá hiện hữu đã quá tải. Ưu điểm của hệ thống này là kết nối trải dài từ huyện xa nhất là Củ Chi tới biển Cần Giờ, nối với Vũng Tàu.
Các tuyến kênh kết nối từ huyện Bình Chánh, Bình Tân qua quận 8, quận 4, quận 1, Bình Thạnh thông suốt nên càng thuận lợi. Các tuyến kênh này cũng nhanh chóng phục vụ cho ngành du lịch mà hiện nay đang được thử nghiệm. Tầm quan trọng của các tuyến sông kênh rạch quá lớn nên không thể chùn tay trước các hành vi lấn chiếm san lấp sông kênh rạch hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Mùa mưa lại lo ngập lụt. Thưa quý vị, xây dựng hệ thống bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản mưa là một trong những giải pháp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo công tác thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành. Tuy nhiên, người Hà Nội không chỉ lo ngập lụt khi mưa to mà còn lo về nạn ô nhiễm các dòng sông nội thành, khiến những dòng sông ấy không còn gánh vác nổi nhiệm vụ thoát nước giải cứu thành phố. Theo kịch bản mưa 2024, thì mùa hè này, nếu với các trận mưa có lượng mưa dưới 50mm/giờ, nội thành Hà Nội sẽ không xảy ra úng ngập. Lượng mưa từ 50 đến 70mm/giờ sẽ có 11 điểm ngập úng. Với những trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa đến 100mm/giờ trở nên gây quá tải cho hệ thống thoát nước, ghi nhận thêm 19 điểm úng ngập cục bộ và một số điểm ứ đọng nước do mặt đường trũng thấp. Với nội thành, các con sông còn làm chức năng tiêu thoát nước khi mưa xuống. Tuy nhiên, hầu hết đều rơi vào tình trạng bồn lắng khiến đáy sông bị hạ thấp, hạn chế khả năng là cống lộ thiên tiêu thoát nước. Nhiều năm qua, các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, kể cả sông Nhuệ, sông Đáy đều trong tình trạng đó. Cùng với việc các dòng sông không chảy, thì việc bê tông hóa quá mạnh mẽ cũng khiến nước mưa không ngấm xuống đất một cách tự nhiên mà tụ lại gây úng ngập. Nói riêng sông Tô Lịch, dòng sông từng rất nổi tiếng, chảy trong nội thành Hà Nội, rất nhiều đề án đã được đưa ra để cứu dòng sông. Nhưng nhiều năm qua, dòng sông đã biến thành cống nước đen lộ thiên. Sông Tô Lịch là một trong những trục tiêu thoát nước chính của Hà Nội với chiều dài 14,6 km, chảy qua 6 quận, huyện, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Sông được nạo vét và kè hai bên bờ vào năm 2003. Nhưng đến nay, từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một vệt màu đen vắt ngang thành phố. Ước tính, mỗi ngày sông Tô Lịch hứng 150.000 mét khối nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt trực tiếp đổ ra. Chỉ tính đoạn chảy qua phường Kim Giang, trên khúc sông dài hơn 1 km, từ cầu Mới, ngã tư Sở đến số nhà 260 Khương Đình, có tới gần 40 cống xả thải trực tiếp. Tương tự, lưu vực sông Nhuệ có 2.521 nguồn thải, trong đó 1.672 nguồn thải từ cơ sở sản xuất kinh doanh, 126 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 137 nguồn thải từ các cơ sở y tế, bệnh viện, 586 làng nghề. Còn với sông Kim Ngưu, trung bình cứ 1 km lại có 7 ống cống xả thải trực tiếp. Tham vọng hồi sinh những dòng sông vẫn không ngăn nổi tình trạng những dòng sông đang chết. Hiện tại, mức độ ô nhiễm tại các con sông nội thành Hà Nội không mấy cải thiện, thậm chí nghiêm trọng hơn. Để giải cứu và hồi sinh những dòng sông, Hà Nội đã có nhiều chủ trương. Mới nhất là việc Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm nhấn là việc hồi sinh sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy. Trước đó, dự án khởi công tháng 10 năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng phải lùi hai lần sang năm 2022 và mốc mới nhất là 2025. Nhân đây, cũng cần nói về việc đề xuất xây dựng hai đập dâng điều tiết mực nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2030, trong đó có việc lấy nước từ sông Hồng, điều tiết nước của một số dòng sông nội thành Hà Nội. Một số ý kiến cho rằng không nên vì tốn kém lại không khả thi, nhưng cũng không ít nhà khoa học thủy lợi lại cho là nên làm. Theo giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi, thì hai đập dâng sẽ đem lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội, để chậm xây dựng ngày nào là thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân ngày đó. Có nhiều phương án để lựa chọn tùy khả năng đầu tư, kể cả phương án bán vĩnh cửu, thi công nhanh, đầu tư ít nhưng hiệu quả, không nên để chậm đến năm 2030. Trong khi vẫn có nhiều bàn cãi, thì mùa mưa năm nay cũng sắp bắt đầu, còn việc ngập úng nhiều khu vực nội đô Hà Nội thì đã tồn tại rất nhiều năm. Mùa mưa đến, người Hà Nội không chỉ lo ngập úng với cảnh những dòng người chôn chân trong mưa do tắc đường hoặc là tìm mọi cách để vượt qua những đoạn phố đã biến thành sông. Người Hà Nội còn lo, không biết đến bao giờ những con sông chảy trong nội đô được cải tạo vừa thoát khỏi cảnh ô nhiễm vừa làm nhiệm vụ thoát nước. Chẳng lẽ nỗi lo trong mùa mưa đến sẽ không bao giờ chấm dứt? Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.